Năm trước, tôi đã bước vào một cuốn tiểu thuyết có tên là Người vợ hợp đồng của công tước. "Đợi đã, bạn có thấy khung cảnh này quen đúng không?" "Đúng rồi đó. Đấy chính là khung cảnh này đó, khung cảnh mà tôi đã thấy rất nhiều. Một tai nạn thương tâm thường xảy ra trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Dù rất khó tin, nhưng mà tôi đã chết trong một vụ tai nạn khi sống ở Hàn Quốc và linh hồn tôi đã chiếm hữu cơ thể của Salot Raina. Tôi thậm chí còn không nhận thấy điều đó ngay từ đầu. Salot Raina mà linh hồn tôi sở hữu chưa bao giờ được nhắc tới trong tiểu thuyết." Nếu đó là nhân vật phụ, ít nhất thì họ cũng xuất hiện một chút. Salot này thậm chí còn không xuất hiện. Tôi chỉ là một quý tộc bình thường. Thực ra thì điều đó cũng khá là may mắn đó chứ. Nếu tôi chiếm hữu cơ thể của nữ chính, rất có thể tôi sẽ phải trải qua những âm mưu ghê rợn, những cuộc tranh giành tình cảm và các thể loại khó khăn. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhân vật chính phản diện hành hạ nữ chính, nhân vật phản diện kiêu ngạo và cái kết cục cho phản diện là một cái chết không thể thương tâm hơn những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi nên việc sở hữu cơ thể này cũng có thể được coi là một may mắn tôi đã nghĩ vậy đó cho đến khi tôi tìm thấy em trai của nam chính anh ơi em ơi em có sao không anh trai em đi đâu rồi em không biết kỵ sĩ cậu chủ ở đằng kia cậu chủ sao cậu lại ở đây trên người cậu chủ dính gì vậy bình tĩnh đi tôi chắc đây không phải là máu của đứa bé đâu có thể hiệp sĩ đi theo bảo vệ em ấy đã bị thương Ngài Sider cũng đã tìm kiếm trong rừng rồi. Được rồi, tôi sẽ tin cô. Chắc chắn không lầm. Huy hiệu này là của nhà Haynes, nhưng tại sao người nhà Haynes lại đến một nơi xa xôi đến vậy? Ổn rồi bé con, em đừng có sợ nữa. Thưa tiểu thư, đã có một cuộc tấn công ở trong rừng. Một cuộc tấn công ư? Đã tìm thấy xác của một hiệp sĩ đến từ nhà Haynes. Ngoài ra, tôi cũng tìm thấy xác của bốn người trùng kín mặt. Chắc chúng là sát thủ. Đợi đã, nếu đó là một vụ ám sát, có lẽ nào thật không ngờ ám sát lại xảy ra trong lãnh thổ của nhà mình. Liệu việc này có tốt? Nam chính giết không chừa một ai đã tham gia vụ ám sát em trai. Bây giờ việc này đã xảy ra tôi cần phải làm rõ gia đình tôi không liên quan đến việc này. Nếu không thì, gia đình chúng tôi sẽ không tránh khỏi lưỡi kiếm của anh ta mất. Ngài Sider, tôi sẽ đưa đứa trẻ này về dinh thự. Hãy chuẩn bị đi. Tiểu thư à, chuyện gì xảy ra với tiểu thư vậy? Sao tiểu thư lại mang một đứa bé về? Hãy đi gọi quản gia đi không phải máu của ta, cũng không phải của đứa trẻ này. Nên mọi người đừng có lo lắng, nhưng tốt nhất hãy đi gọi cho quản gia đi. Vâng, thưa tiểu thư, xin tiểu thư hãy chờ một lát ạ. Mẹ ta và bảo mẫu đâu rồi? Cả hai người đều đang ở sân sau ạ. Tạm thời, đứa bé này sẽ ở lại dinh thự của chúng ta, nên hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết đi. Vâng. Làm sao mà mình có thể giải thích chuyện này với mẹ đây? Gia đình của mình có thể bị tiêu diệt nếu mình làm sai cái gì đó. Salot hả, con cảm thấy thế nào rồi? tiểu thư chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư vậy? Sa lốt, chuyện gì thế này? Máu này ở đâu ra vậy? Dạ, con không sao đâu ạ. Ngoài ra, con có vài điều cần phải nói với mẹ. Đã xảy ra một vụ ám sát như vậy trong lãnh thổ của chúng ta ư? Trước tiên, hãy gửi thông tin cho công tước. Cho đến khi công tước đến, chúng ta cần phải chăm sóc thật tốt cho em trai của công tước. Vâng, đó là điều con cũng định làm ạ. Con sẽ yêu cầu ngài Sider điều tra về việc này. Con cũng sẽ thông báo cho công tước Haynes rằng, gia đình chúng ta không liên quan đến việc này. Sẽ thật tuyệt nếu có cha và anh trai con ở đây. Nhưng mọi người đã rời khỏi dinh thự rồi nên mẹ sẽ lo việc này. Vậy nên con cũng đừng có hoảng sợ, xa lốt. Nhân tiện thì, vị khách bé nhỏ của chúng ta đã rất mệt rồi nhỉ. Ta sẽ bảo nhà bếp làm một món trắng miệng mà bọn trẻ siêu thích. Sau đó sẽ trang trí lại phòng khách. Tôi sẽ ngủ cùng với cậu chủ nhỏ này. Cảm ơn bảo mẫu nhé, bảo mẫu đã vất vả rồi. Lâu lắm tôi mới chăm sóc một đứa trẻ nên tôi cảm thấy rất hưng phấn tiểu thư đừng lo lắng nữa vâng ạ từ lúc gặp bé con này cuộc sống của tôi sắp bị đảo lộn tôi thậm chí còn không dám mơ về nó nữa vẫn không có tin tức ư vâng ạ chúng tôi vẫn đang tích cực tìm mong công tước bớt lo lắng bằng mọi giá phải tìm cho được nó không thì các người đừng hòng sống yên vâng tôi hiểu rồi ạ anh đã hứa với cha mẹ rằng anh sẽ bảo vệ cho em em đang ở chỗ nào vậy đáng lẽ ra anh không nên để em đi một mình công tước công tước hãy nhìn đi ạ kính gửi công tước hay Tôi tên là Salot Raina, hiện đang sống ở phía nam của đế chế. Tôi có chuyện muốn nói với công tước nên tôi đã viết thư này. Chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta sẽ tới điền trang Reina ngay bây giờ. Mình là Ban Mai của kênh YouTube Best Review Anime. Tập sau sẽ rất đặc sắc, đừng quên đăng ký kênh, like, share video giúp mình nữa thì lại càng tuyệt vời. Chúc mọi người xem video vui vẻ.